Khát vọng mùa vàng tuần này, mời quý khán giả đến với tỉnh Lâm Đồng để gặp gỡ người nông dân Phạm Thị Ân. Sinh ra tại Thanh Hóa và từ nhỏ đã có tình yêu đặc biệt đối với nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp và mở công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hồng Ân chuyên về thuốc trừ sâu thảo dược, Ân có cơ hội đến với vùng đất Lâm Đồng. Nhận thấy vùng đất này có rất nhiều tiềm năng để phát triển cây nấm, cộng với kiến thức mà Ân đã tích lũy được, cô gái trẻ lần nữa mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng nấm và thực hiện mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị nấm ở Lâm Đồng. Bắt đầu từ năm 2018, Ân và công ty định hướng chuyển sản xuất, liên kết, chế biến và cung ứng tất cả các loại nấm với mô hình hoàn toàn khép kín. Trải qua 5 năm với nhiều khó khăn vất vả, đến nay doanh nghiệp của Ân đã từng bước có chỗ đứng trên thị trường. Không dừng lại ở đó, Phạm Thị Ân và doanh nghiệp của mình vẫn không ngừng nỗ lực để thực hiện mục tiêu mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài. Và để tìm hiểu câu chuyện khởi nghiệp của nông dân Phạm Thị Ân, mời quý khán giả đón xem chương trình Khát vọng mùa vàng được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.